chúc mừng năm mới 2022, năm Nhâm Dần. Mình Phiêu xin gửi lời chúc đến tất cả các quý khách hàng và bạn bè gần xa một năm mới an khang thịnh vượng. Và hôm nay sáng 29 Tết, tức là 30, vào lúc 7:30, đường hoa đang rất là đẹp các bạn ơi, nắng lên rồi. Mời các bạn cùng theo chân mình tham quan đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có gì đẹp không nhé. Let's go. Dưới ánh nắng của ngày xuân về, mời các bạn cùng theo chân mình đi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ. Và buổi sáng 30 Tết trong tiết xuân nắng nhẹ. Và đây là lúc 7:30 sáng, các gia đình đã cùng nhau du xuân tại phố hoa Nguyễn Huệ. Năm nay khá là đẹp mắt thưa các bạn. Năm Nhâm Dần, ngay tại đường hoa Nguyễn Huệ có biểu tượng là chú hổ xuân Nhâm Dần 2022. Sắc xuân đang đến với mọi nơi mọi nhà. Mình cũng chúc các bạn và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, cùng du xuân và khám phá đường hoa năm hôm nay có gì đẹp hơn mọi năm nha. Hàng dừa Bến Tre trước mắt các bạn, đây cô gái Bến Tre dáng đứng Bến Tre. Đây những cụm dừa rất là đẹp mắt thôi các bạn. Bước vào đường hoa Nguyễn Huệ, đầu tiên là các bạn thưởng thức những trái dừa từ Bến Tre với hàng dừa rập bóng mát. Quá tuyệt vời cho những khung cảnh ngày xuân hôm nay. Cứ mỗi dịp xuân về, người dân tại thành phố mang tên Bác Hồ Chí Minh chúng ta luôn náo nức đón chờ đường hoa Nguyễn Huệ hàng năm tổ chức như thế nào. Mọi gia đình quây quần bên nhau chụp những tấm hình lưu niệm với ngập tràn sắc xuân, mang đến một cái Tết vui vẻ an khang thịnh vượng cho năm 2022 Nhâm Dần. Các gia đình đang đi du xuân và các thế hệ cũng cùng nhau chụp những tấm ảnh rất là đẹp mắt. Các bạn xem vlog để hiểu rõ hơn về văn hóa ngày Tết của đường hoa Nguyễn Huệ. Đây những lẵng hoa được bố trí rất là đẹp mắt với những giỏ hoa tầng tầng lớp lớp, tạo nên bảy sắc cầu vồng rất là đẹp mắt các bạn ơi. Những bé thiếu nhi cũng cùng gia đình được ba mẹ đưa đến để đón xuân Nhâm Dần. Trải qua một năm 2021 với nhiều biến cố, Sài Gòn là một tâm dịch của cả nước. Nay sức sống mãnh liệt của Sài Gòn đang hồi sinh, như nhắc chúng ta rằng chúng ta nên luôn luôn sẵn sàng đối phó với những khó khăn bất chắc xảy ra và sẵn sàng để vượt qua nó. Để hy vọng trong năm 2022 này chúng ta sẽ khống chế được và tín hiệu lạc quan khởi sắc lại để nền kinh tế và những cuộc sống hàng ngày, những văn hóa hàng ngày của chúng ta dần dần được hồi sinh mạnh mẽ sau cơn đại dịch đã mất mát quá nhiều thưa các bạn. Trong năm vừa qua chúng ta đã hy sinh và nỗi buồn lớn là những người thân mất gia đình của mình, ba mẹ anh chị em. Rất là may mắn khi chúng ta có mặt tại đây và những người còn ở lại. Hãy làm sao cho cuộc sống của chúng ta ngày càng mạnh mẽ, khởi sắc vươn lên. Rồi các bạn theo dõi tiếp video clip nhé.
Thank you.
Đi qua này được không? Dạ không luôn. Chỉ có anh ơi, ra đường này giùm em anh ơi. Đi một người. Rồi. Rồi bây giờ đi đường này cùng nhau. Và tiếp theo mời các bạn chuyển qua khu vực trưng bày đường hoa sách Nguyễn Huệ năm nay có gì đặc biệt hơn. Bước vào cổng chính, một loạt các bao lì xì đỏ rực, một góc trời lung linh trong ánh nắng ban mai của ngày Tết, rất là đẹp mắt. Với những người dân thành phố có thể thưởng lãm đường hoa sách tại phố hoa Nguyễn Huệ. Đây là một nét văn hóa tri thức của người dân Sài Gòn hàng năm
Những ai yêu sách, đọc sách thì nên ghé đây tham quan và lựa cho mình những cuốn sách phù hợp để tặng bạn bè, ngày thân trong những dịp xuân về, là một món quà rất là có ý nghĩa và mang tính nhân văn. Đây, trải nghiệm đường sách điện tử tại phố Nguyễn Huệ. Rồi các bạn cùng xem tiếp theo video clip nhé. Thank you.
Happy New Year 2022. Chúc mừng xuân mới. Chúc các bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vui xuân trong bình an. Các bạn thấy đường hoa Nguyễn Huệ năm nay như thế nào? Vui lòng hãy để lại ý kiến, comment và rung chuông để theo dõi video clip hấp dẫn hơn lần sau. Cảm ơn các bạn. Time for us to say Happy New Year.